chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Bee Channel, mình là Đăng Anh. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau điểm lại những chiếc Nokia rất là đáng mua trong năm 2018, cũng như đây sẽ là những chiếc smartphone đến từ Nokia có chất lượng khá là tốt. Và để biết xem là những chiếc Nokia đó là những chiếc Nokia nào thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi video clip này cùng Đăng Anh nha. Ok, đầu tiên thì không thể nào mà không nhắc đến chiếc điện thoại Nokia 7 Plus vì đây là một chiếc điện thoại sở hữu một cái ngôn ngữ thiết kế rất đẹp và độc của Nokia. Ấn tượng với phiên bản màu đen Black Cooper được viền đồng màu da cam tỉ mỉ, tinh tế và rất sang trọng. Tuy không có tai thỏ thời thượng như các smartphone hiện giờ nhưng vẫn mang trong mình một nét đẹp thời đại của màn hình 18:9. Tiếp theo thì Nokia 7 Plus cũng trang bị màn hình 6 inch Full HD Plus tỷ lệ 18:9. Màn hình của máy hiển thị tốt ở ngoài trời nắng, không bị lệch dù đưa ra ánh sáng mặt trời đã nhìn. Góc nhìn tương đối thoải mái, có độ sâu và màu sắc hiển thị trung thực sắc nét. Màu sắc khi màn hình hiển thị nhiều màu khá trong trẻo, độ chi tiết cao. Trong trường hợp hiển thị các ảnh đồ vật thì ranh giới vùng sáng và vùng tối không quá nhiều nhưng vẫn hiển thị được rõ các đường nét và chi tiết. Khi zoom mạnh nét không bị nhập nhằn hay là thiếu sắc sảo. Tiếp theo thì với Nokia 7 Plus, máy cũng được cung cấp sức mạnh là con chip Snapdragon 660, RAM 4GB và ROM 64GB. Khi thử đo hiệu năng AnTuTu thì máy đạt 140.645 điểm và đây là mức khá cho một chiếc smartphone thuộc phân khúc cận cao cấp. Đo thêm bằng một phần mềm nữa là GarageBand 4 và kết quả điểm đa nhân của máy vượt trội hơn cả Galaxy Note 7. Cụ thể là Note 7 Plus có điểm đa nhân là GarageBand 4 đạt mức 5.882 điểm, cao hơn khoảng 700 điểm so với flagship một thời của Samsung. Cấu hình này đủ để bạn thưởng thức các tựa game Liên Quân hay là Asphalt 8. Nổi tiếng với tính năng chụp song song trước sau tùy chọn kích cỡ, camera trước kép hay nhỏ như video call phù hợp cho những bạn thích quay video livestream bằng cả hai cam cùng một lúc. Ngoài ra thì Nokia còn cho phép zoom số rất là tiện dụng, giao diện chụp ảnh đơn giản giúp người không rành về chụp ảnh cũng có thể sử dụng được và đem lại những bức ảnh ưng ý từ Nokia 7 Plus. Camera trước cũng sử dụng ống kính của Chase với độ phân giải 16MP giúp bạn thoải mái selfie hay gọi video call với bạn bè. Ngoài ra thì máy còn được trang bị pin 3800mAh, đáp ứng cho bạn khá tốt nhu cầu sử dụng trong khoảng một ngày làm việc. Mình có test thử từ 11:33 lúc pin còn 80%, thì máy còn khoảng 73% vào lúc 12:02, tức là trong 30 phút máy chỉ giảm đi 7% mà thôi. Tiếp nối sau chiếc điện thoại Nokia 7 Plus thì mình sẽ đề cập đến bộ đôi Nokia 6 phiên bản 2018 và Nokia 6. Cơ bản thì hai chiếc máy này cũng không có gì quá khác nhau, đặc biệt là về camera. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục xem là hai chiếc máy này ngoài những điểm giống nhau thì nó còn gì khác nhau để chúng ta có thể lựa chọn tùy đối tượng cũng như là tùy nhu cầu sử dụng của mỗi người nha. Cơ bản thì Nokia 6 2018 và Nokia 6 khá giống nhau. Mình sẽ điểm lại một số thông số cho các bạn có thể dễ hình dung. Đầu tiên thì với chiếc Nokia 6 trang bị màn hình IPS LCD, kích cỡ màn hình là 5.5 inch, độ phân giải là 1080x1920 pixel, tỷ lệ 16:9. Hệ điều hành Android 7.1 Nougat và có thể up lên Android 8.0 Oreo. Tiếp theo thì máy sẽ sử dụng con chip là Snapdragon 430, camera chính là 16MP khẩu độ f2.0, camera selfie là 8MP khẩu độ f2.0 luôn và pin là 3000mAh. Còn với chiếc Nokia 6 2018 được hoàn thiện bằng vỏ kim loại nguyên khối với chất liệu nhôm series 6000, cứng cáp kiểu dáng vuông vức hơn cho cảm giác nam tính hơn. Khi cầm hiển nhiên thì có cảm giác cấn từ cạnh nhưng mà cũng không đến nỗi tạo ra sự khó chịu. Về màn hình thì máy có màn hình là IPS LCD 5.5 inch Full HD. Nokia 6 đã loại bỏ phím home vật lý và đưa 3 phím điều hướng vào bên trong màn hình, nên không gian hiển thị có phần ít hơn một chút. Tuy nhiên thì trải nghiệm thực tế, chất lượng hiển thị của máy gần như tương đồng với độ chi tiết, sắc nét khá cao, góc nhìn rất là tốt. Nokia 6 màu sắc cũng tươi tắn, tương phản tốt và khả năng hiển thị ngoài trời thì cũng ok. Tiếp theo thì máy sử dụng hệ điều hành là Android 8.0 Oreo, camera sau 16MP và camera selfie là 8MP. Đặc biệt hơn cả là Nokia 6 2018 hỗ trợ chế độ ảnh toàn cảnh, làm đẹp, điều chỉnh phơi sáng, tốc độ màn chụp, iOS lấy nét cơ màn trắng, chụp body vân vân, cho phép chụp camera trước và sau cùng lúc. Tích hợp thêm cho Nokia 6 2018 là công nghệ ghi âm OZO Audio, cho phép ghi âm lại âm thanh 360 độ xung quanh chiếc di động.
chip của Nokia 6018 cũng nhỉnh hơn với lại Nokia 6 một chút là Qualcomm Snapdragon 630 8 nhân, và cấu hình này thì đủ sức đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Còn nếu chiến game thì em này có chỉ số là FPS 28-30, không tốt lắm, ở mức đủ dùng chạy game nặng như Liên Quân hay là Alpha 8 thì phải để mức đồ họa trung bình. Còn lại thì máy sẽ có RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB và dung lượng pin là 3000mAh. Vừa rồi là một vài mẫu Nokia khá phổ biến trong năm 2018 vừa qua. Tuy nhiên thì mình cũng rất là muốn đề cập một em Nokia có một thiết kế hình dáng rất là độc và lạ. Và không phải chiếc điện thoại nào khác mà đó chính là chiếc điện thoại Nokia chuối, hay còn gọi là Nokia 8110, đã gây sốt cộng đồng công nghệ của chúng ta một thời gian vì độ cute và hài hước của nó. Với thiết kế thun dài uốn cong, màn hình cũng đã bị uốn cong và máy khá giống một quả chuối, đặc biệt là với phiên bản màu vàng. Vỏ ngoài của Nokia 8110 bằng chất liệu nhựa phủ sơn nhám, tạo cảm giác cầm nắm thoải mái cho người sử dụng. Phần nắp trượt lên trượt xuống để che mở bàn phím, trả lời kết thúc cuộc gọi nhanh bằng cách này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có màn hình là TFT 2.4 inch. Chúng ta sẽ có hệ điều hành là KaiOS với cái kích cỡ màn hình khá nhỏ 2.4 inch, là một thử thách cho những người đã quen dùng màn hình lớn. Máy hoạt động trên vi xử lý Snapdragon 205 gồm 2 nhân Cortex A7 xung nhịp 1.1GHz, RAM 512MB, bộ nhớ trong 4GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài lên đến 64GB, đáp ứng tốt các chức năng cơ bản. Dù chỉ là một chiếc điện thoại cơ bản nhưng mà Nokia 8110 4G vẫn được trang bị các tính năng cơ bản như trên smartphone, hai SIM kết nối Wi-Fi 4G, Bluetooth 4.1, Wi-Fi v.v. Nokia 8810 4G hoạt động trên nền tảng hệ điều hành KaiOS rất nhẹ và hỗ trợ cho những mẫu điện thoại cấu hình thấp có kho ứng dụng riêng Facebook, WhatsApp. Ngoài ra thì người dùng còn được hỗ trợ các dịch vụ của Google như là trợ lý ảo Google Assistant, bản đồ Google Maps, Google Search, khả năng lên Facebook, Twitter và tất nhiên là game rắn săn mồi Snake quen thuộc. Về pin của máy dung lượng 1500mAh, theo đánh giá của GSM thì chiếc Nokia chuối này của chúng ta có thời gian chờ lên đến 600 giờ, thời gian đàm thoại 3G hơn 11 giờ và 48 giờ chơi nhạc, liên lạc và xử lý công việc nhiều trong ngày liền. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có một camera sau với độ phân giải là 2 megapixel. Và cuối cùng cũng sẽ là một chiếc điện thoại tiếp nối cái sự ngộ nghĩnh đáng yêu từ cái thiết kế của Nokia, đó chính là chiếc Nokia 3110. Ok, để tiếp nối với chiếc điện thoại Nokia chuối cũng có một cái hình dáng ngôn ngữ thiết kế khá là hơi khác so với những chiếc smartphone thời thượng hiện giờ, thì chúng ta sẽ có chiếc điện thoại Nokia 3310. Nếu như bạn không thích chạy theo xu hướng điện thoại hiện giờ như là màn hình cảm ứng, thiết kế thời thượng đẹp mắt, uốn cong, bo cong hay tai thở v.v. thì bạn có thể trở lại lịch sử với chiếc điện thoại Nokia 3310. Máy có những thông số cơ bản như sau: màn hình TFT 2.4 inch, máy sở hữu 65.536 màu, danh bạ 2.000 số, thẻ nhớ ngoài là microSD, hỗ trợ tối đa 32GB, camera 2MP, jack cắm tai nghe 3.5mm. Và chúng ta sẽ vẫn có radio FM, dung lượng pin là 1200mAh. Đây là một chiếc điện thoại khá ngộ nghĩnh và tất nhiên thì nó cũng chỉ có thể là sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu nghe gọi cơ bản của bạn mà thôi. Cũng như là bạn có thể trải nghiệm lại cái cảm giác nhắn tin bằng phím cứng. Ok, vừa rồi là một vài chiếc điện thoại Nokia rất là đáng mua trong năm 2018. Vậy thì bạn nghĩ sao về list điện thoại Nokia này? Và nếu có một số tiền thì bạn dự định là sẽ chọn một trong những chiếc Nokia nào mà mình vừa đề cập khi nãy? Thì hãy để lại dưới phần comment cho tụi mình cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Đừng quên nhấn like và share cũng như subscribe cho kênh YouTube Big Channel đó. Bye bye!